Mấy cứu ngài Khánh Thiện phát minh sáng chế độc quyền đầu tiên trên thế giới. Trong mùa đông này, khi mà nhiệt độ xuống thấp, thời tiết thì lạnh giá, người ta không chỉ chống lạnh bằng cách là mặc thêm quần áo bên ngoài mà còn bắt đầu từ cái chế độ ăn uống ăn thêm đồ cay, nhiều calo và nhiều gia vị để chống lạnh. Và khi nói đến đồ ăn để giúp cơ thể phòng chống rét thì rượu sẽ là kết quả xuất hiện đầu tiên. Trong suy nghĩ của mọi người, uống rượu có thực sự làm ấm cơ thể hay không? Cùng qua phân tích của một số chuyên gia. Theo các chuyên gia y tế, sau khi uống rượu có thể thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu, khiến một lượng lớn máu chảy lên bề mặt da. Sau đó cơ thể sẽ cảm thấy ấm áp một đợt. Trong một thời gian sau khi uống, tuy nhiên sau vài giờ thì các mạch máu không thể co lại ngay được, nên nhiệt lượng trong cơ thể bị thất thoát khiến mọi người rất dễ bị cảm lạnh. Trường hợp nặng có thể gây ra cúm, cảm lạnh. Rượu thì thường có tác động tiêu cực đến sức khỏe của người uống, thậm chí đã có trường hợp tử vong do uống quá nhiều. Đáng chú ý, rượu là chất tác động trực tiếp lên thần kinh nên khi uống làm não chúng ta mất khả năng kiểm soát vì thế có khả năng sẽ uống nhiều hơn do bị tê liệt. Dù các chuyên gia y tế đã có những khuyến cáo đặc biệt về lượng uống cho cả nam và nữ, bao nhiêu là phải dừng, nhưng mà khi đã uống thì rất dễ trở thành lạm dụng rượu bia. Và cũng phải nói thêm mùa đông là thời điểm có rất nhiều loại bệnh tật phát sinh. Ngoài cúm ra thì các bệnh về xương khớp, bệnh về tim mạch, bệnh về mạch máu não, mạch vành, hệ tiêu hóa cũng rất dễ xảy ra các vấn đề rắc rối. Vì vậy là việc giữ ấm cơ thể và đặc biệt là vùng gan bàn chân, ở lưng, ở đầu và ngực là vô cùng quan trọng. Và lưu ý khi ra ngoài người dân cần đội mũ, mặc áo đủ ấm và đi giày nữa.